Rồi em lên tiếp nha em. Giờ này là giờ hết giờ nghỉ trưa rồi. 1 giờ. Em lên cho chị em 2 bộ đồ. Hồi nãy thì bộ ACU, bây giờ là bộ lễ phục của Mỹ. Còn bộ này là Thái, tức là nó nhái thủy quân lục chiến của Mỹ, chứ không phải là chuẩn Mỹ nha em. Từ phọc dáng tất tật tật là đều y chang công thức của Mỹ, nhưng mà chất liệu vải với người may là Thái Lan chứ không phải của Mỹ nha em. Còn bộ này thì chuẩn cấp phát cho lính Mỹ. Cái quần này thì bụng của nó là 80, dài 102. Còn cái áo là vai 39, dài 69, tương đương với nếu mà bụng á thì bộ này tương đương với người 55 kg. Bộ này thì áo em bận là vừa luôn á, nhưng mà bộ này có những cái bằng này. Cái bằng này em quay hơi gần cho nên anh em mà xem thì nó cũng hơi sát đấy. Cái bằng hai cặp ngực của nó ha. Còn cái nút này, nút của nó ok, nút bằng khe ở trên cái vai này, kiếm, thanh kiếm, tem zin đi theo áo nha em, hàng chuẩn cấp phát nha. Hai cặp vai này thoải mái. Cái dòng phong lễ phục này anh em biết không, cái công thức của quân đội nó may cái phọc rất là đứng lên một cái áo vest phải nói đẹp. Em bận cái áo này anh em biết không, em không bận nhưng mà bận vào thử thì cái phọc nó hấp dẫn quá, cái công thức của nó may mình, nó cuốn hút mình mạnh quá. Ở bên trong này em quay anh em cái tem nữa, bấm lên rất là đẹp, cái phọc nó đứng ngắt cái áo vest luôn đấy. Em quay lại xa nha em, do em quay cam gần nên anh em nhìn này. Nó là màu xanh lính, đang còn tem cờ đầy đủ trên áo ha. Đằng sau đẹp, nó là tầm 98% đồ mới, nó cũng có dính dơ vì nhà em nó dơ thì em để nó dơ một chút. Mấy cái đồ ở ngay dưới đất nhà thì kiểu gì nó cũng dăng vào. Rồi nha anh em quay cái quần cho anh em này. Hôm nay anh em chắc phải lo cho con cháu vì Tết của thiếu nhi phải không anh em? Em thì bữa giờ lo rồi, hồi đêm ăn Tết cho con rồi. Cho nên giờ tranh thủ quay cho anh em mấy cái. Rồi, còn cái quần ha, quần thì quần của nó là 4 túi, 2 túi trước, 2 túi sau. Chỗ này nó cũng hơi dơ chút vì em chắc em đạp lên thì sao? Về giặt giùm em cái thôi. Em quay mặt đằng trước này. Quần của nó như vậy nha em. Hai như quần tây của mình á, 2 túi hai bên hông và 2 túi đằng sau mông. Dây kéo này. Tem này, tem quân đội nha. Tem size của nó đàng hoàng á. Còn cái dây kéo này. Trong này còn có cái nút để cài phòng bên trong này nữa nha mọi để em kéo cái dây kéo này lên đây em xem này. Dây kéo này đồng là đồng nguyên khối đó. Em thấy chữ US của nó chưa? Chứ không phải là dây kéo tầm phào đâu. Rồi, ai chốt bộ này chốt giùm em là 1,3 triệu, 1,3 triệu nhé. Nếu mà bộ này mà nữ bận á thì thay vì một bộ vest tuyệt vời luôn. Áo là vai 439,
Dài số 9, quần 480, dài 102. Chốt giùm em mã 79. Mã 79 nha anh em. Bây giờ em xin qua cái bộ cọp này này. Em được có hai bộ à, thực sự nói về đồ bộ của em bây giờ nó nghèo nàn lắm anh em ạ. Anh em mua đồ Mỹ thì chịu khó ghép áo, mua quần mua áo riêng tự ghép nhé. Em có thời gian để em ghép đâu vì khui có khi quần khi áo. Áo này thì vai 51 dài 73, bụng 94 dài 102, mới chưa sử dụng. Chất vải của nó thì em sẽ review với anh em này. Chất vải của nó mềm mại nha, thời trước mà thằng Thái này nó nhái thằng Mỹ á, vải nó khô và cứng. Nhưng mà sau này nó nhái, nó bắt đầu làm theo thì nó mềm mại rồi nhé. Mềm mại rồi đó. Đây 6 túi hộp. Anh em biết cái thằng cái thủy quân lục chiến này mà nếu mà của Việt Nam Cộng Hòa thì bộ này cũng dạng là vô giá đó, giá nó cũng không có nhất định là một giá nào hết vì không có mà bán chứ không phải là ấy, cho nên là cái thằng này nó nhái lại, nó biết là cái tâm điểm của người Việt mình đang chuồng cọp hay còn gọi là thủy quân lục chiến này. Dạng của nó anh em biết, bữa hôm em bán một cái quần này này là mấy triệu anh em biết không, 5 triệu một cái quần. Dòng cúc nối nha, cọp này nó rất là nhiều loại luôn á, 5 triệu mà người ta còn năn nỉ dành nhau bảo là xin địa chỉ nhà để về đấy. Đây cúc của nó là cúc nối này, có những dòng cọp như vậy mà không phải cúc nối nữa, cho nên anh này anh nhái là đỉnh đồi luôn ha. Cúc nối là cúc lồi giống như áo túi chéo, cúc nối anh em, cầu vai đai sườn này, đai hông ha. 6 cái hộp, chất liệu nó mềm mại lắm, nói chung là được có một bộ này thôi, không có bộ thứ hai nữa đâu. Bộ hôm là do như thế này này, anh khách mấy khách mà mua đồ em á, thì sưu tầm cọp này nhưng mà đồ chuẩn Mỹ thì em không cung cấp đủ vì nó lâu lâu được cái quần, lâu được cái áo, cái nhờ em lấy giùm, đi lấy hàng bên Thái thì lấy giùm cho người ta đồng phục nguyên nhóm là chơi đồng phục đồ cọp này, cho nên em lấy thêm mấy bộ về bán cho anh em luôn. Mất công lấy đâu phải giá sỉ là lấy được vài bộ là nó cho bán giá sỉ đâu nhé. Cho nên là em kèm thêm mấy bộ về cho ai có hỏi thì bán. Và hiện tại còn một bộ duy nhất. Và ai chốt bộ này thì chốt giùm em là 900 ngàn. Mã 99. Còn một bộ duy nhất nha em, một bộ duy nhất thôi. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Nếu anh chị em ưng thì alo cho em số điện thoại em ghim trên màn hình ha. Em xin chào và hẹn gặp lại.